Để viết ra cái cấu trúc trước nha. Rồi, ở đây vẫn là in main. Này là using namespace std ha. Rồi, in main return 0. Rồi, như vậy là mình có cấu trúc rồi ha. Bây giờ mình phân tích bài toán nè. Thì ban đầu làm lập trình á, nên từ từ cái đã. Đừng có vội nhào vô rồi code liền. Mình phân tích coi đầu vào đầu ra gì cái đã. Thì bây giờ mình phân tích cái input của mình này, đầu vào của mình. Thì ở đây người ta nói là cho ma trận A tối đa có 100 phần tử, và mỗi phần tử là một số phân số. Như vậy là lúc này các bạn thấy mỗi phần tử là một phân số này các bạn. Bắt đầu nó rối rồi, nó không phải là mỗi phần tử là số nguyên nữa. Được chưa? Như vậy là mình đọc ở đây nè các bạn, mình sẽ xác định được thứ nhất là mình sẽ có một cái mảng A, cái ma trận A trước cái đã. Cái ma trận A trước, và ma trận A này nó kiểu là phân số, chắc chắn phải là kiểu phân số rồi. Tại sao? Bởi vì mỗi phần tử là phân số thì hiển nhiên là ma trận nó cũng phải là kiểu phân số thôi, chứ nó không còn là kiểu nguyên vậy nữa. Được chưa? Mỗi phần tử bây giờ nó là phân số rồi ha. Và đọc vô đây nó nói có tối đa 100 phần tử, thì hiển nhiên các bạn cũng phải suy ra là mình cũng cần có cái biến n để mình biết được là số phần tử nó đang cần là bao nhiêu. Còn đây là con số tối đa thôi, con số mình define ra thôi, mình cấp phát tối đa cho nó là 100 thôi. Nhưng mà thực tế mình dùng là khoảng n, do đó là các bạn phải nghĩ là mình phải có biết n, và n này hiển nhiên là số nguyên rồi các bạn, bởi vì cái này là số lượng phân số mà, nên này không phải là kiểu phân số mà nó kiểu số nguyên. Đấy, như vậy là đọc ở đây mình xác định được cái đầu vào của mình là có hai cái đầu vào. Cái đầu vào thứ nhất là một cái ma trận, và ma trận bây giờ là kiểu phân số rồi chứ không còn là kiểu số nguyên nữa. Được chưa? Rồi, còn n thì hiển nhiên vẫn là số nguyên, nó là chỉ định là số lượng, số dòng và số cột ha. Thì ở đây trong cái đề bài này nè các bạn, cái đề bài này thầy không có nói là ma trận vuông các bạn, thầy không nói ma trận vuông. Như vậy là các bạn cần tới hai cái biến ha, hai cái biến ở đây nè. Biến thứ nhất m, đây là số dòng, thầy quy ước m là số dòng ha. Thì khi lập trình á, các bạn nên có quy ước rõ ràng để làm gì, để cho cái lập trình của mình nó nhất quán, và khi các bạn có vấn đề các bạn sẽ dễ dàng giải quyết và phát hiện hơn. Thay vì mình lập trình một cách tùy ý là m lúc dòng lúc cột thì viết chương trình cố viết thì nó vẫn chạy, nhưng mà cái việc mà khi mình gặp vấn đề mình rất khó để tìm cái vấn đề ở đâu để mình giải quyết, do đó là mình nên có những cái quy ước cho riêng mình để cho cái lập trình của mình nó nhất quán và nó dễ phát hiện cái vấn đề khi mà nó có chuyện xảy ra. Được chưa? Rồi, như vậy là ở đây thầy sẽ có n nữa, cũng là in ha, cũng là in, cái này là số cột. Đấy, bởi vì trong cái đề này thầy đâu có nói ma trận vuông các bạn, do đó là nó sẽ có số dòng số cột chứ không phải là biến n nữa. Như vậy là ở đây thầy có tới ba cái đầu vào chứ không phải hai đầu vào giống như trên. Bởi vì ở trên có thầy là ma trận vuông, do đó thầy cần một n thôi, còn ở đây là m dòng n cột ha. Rồi, bây giờ cái output của thầy, output thì tùy mỗi câu. Được chưa? Thì bây giờ thầy giải quyết cái chuyện đầu tiên trước đi ha, là thầy làm cái chuyện nhập xuất cái đã. Nhập ma trận và xuất ma trận. Được chưa? Thì bây giờ nhập ma trận, xuất ma trận thì bây giờ thầy viết y hệt như hồi nãy thôi. Nhưng mà bây giờ cái rối của mình là mình có thêm cái cấu trúc này. Được chưa các bạn? Và khi các bạn khai báo cấu trúc này thì nhớ là nó giống như một kiểu dữ liệu vậy, và cụ thể là nó kiểu dữ liệu tham chiếu ha. Thì bây giờ các bạn coi thầy tạo cấu trúc trước nha. Như vậy là nhìn vào đây thì đầu tiên chắc chắn là thầy phải có thằng này rồi đã. Được chưa? Như vậy là để nó thì mình phải dùng một cái struct ha. Struct phân số như thế này. Được chưa? Và nhớ chấm phẩy ở đây. Nó có nhiều cách định nghĩa, các bạn có thể dùng typedef rồi gì đó vân vân, nhưng mà đây là cách định nghĩa cơ bản nhất, dễ nhất. Thì nó có hai thuộc tính là tử số ha và mẫu số. Đây. Được chưa? Như vậy là ở đây chính là cái kiểu dữ liệu mới của thầy, do thầy định nghĩa. Cái kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa đó các bạn. Là kiểu dữ liệu của thầy đơn giản là nó có hai trường tử và mẫu thôi ha. Rồi, thì bây giờ trong đây thầy khai báo một cái ma trận mà mỗi phần tử là phân số, thì thầy khai báo y hệt như số nguyên, nhưng mà thầy thay cái in này nè. Thay cái in này mà bằng một cái kiểu là phân số, và a cũng là max, các bạn define ra một cái max. Một trần. Thì ở đây nó là max nè ha. Đây là max nè. Thấy chưa? Chấm phẩy. Tương tự như vậy, các bạn cũng có m và n. Thì m ở đây là số dòng, n ở đây là số cột. Được chưa? Rồi bây giờ mình giải quyết cái chuyện mà nhập ma trận. Thì bây giờ các bạn mới coi mà thầy phân tích từ từ. Thì bây giờ nhập ma trận đó các bạn. Như vậy ở đây nè ha, có phải nó giống hệt thằng này không? Thầy lại copy qua. Đây, nhập ma trận là như vậy, được chưa? Nhưng mà vấn đề là cái danh sách tham số của mình khác. Thầy copy này nhé. Rồi thầy để qua đây. Để cho các bạn thấy cái sự tương tự trong cái việc mà làm với cái kiểu dữ liệu đơn giản và kiểu dữ liệu phức hợp. Thì chỗ này nè, cái chỗ này bây giờ nó là gì các bạn? Nó là phân số.
Được chưa? Nó không phải là số nguyên nữa. Và chỗ này bây giờ không còn là n nữa, mà là gì? Là m và n. Đấy. Là số dòng và số cột. À, và hiển nhiên là thầy muốn nhập và thầy sẽ giữ lại khi cái hàm này kết thúc. À, như vậy là thầy có một cái dấu n, thầy giữ tham chiếu ở đây. À, nhắc lại cái dấu n này là gì? Là thầy muốn những thay đổi ở trong đây được giữ lại khi cái hàm này kết thúc. Được chưa? Tương tự dấu n này ở đây. Còn cái này tại sao không cần dấu n? Bởi vì bản chất của nó đó là tham chiếu rồi. Được chưa? Rồi, thì bây giờ cái này thầy bỏ cái đu quay nhé. Cái này cứ nhập bình thường thôi. Thì bây giờ thầy nhập cái số dòng m, thì thầy truyền vô m. Thầy nhập số cột, ha, số cột là n. Đấy, như vậy là lúc này bây giờ duyệt không còn là duyệt này nữa. Đầu tiên là duyệt qua số dòng, rồi lúc này thằng này là số cột. Được chưa các bạn? Rồi, bây giờ cái câu chuyện ở đây là mình bắt đầu mình nhập vào một cái phân số. À, nhập vào một cái phân số ha. À, như vậy là ở đây là mình ghi là cái phân số A thứ y gì đó. Thì lúc này nè các bạn, cái C in này mình làm khác. Nó chỉ khác chỗ này thôi. Thấy chưa? Thì có phải là các bạn phải tạo ra một cái phân số không? Phân số B. Đấy. Rồi, các bạn nhập tử số cho phân số B và mẫu số cho phân số B. Đúng không? À, như vậy là các bạn biết vậy, C out tử số bằng. Rồi, lúc này có phải là C in vô là gì đây? B chấm tử. Đúng không? Tương tự như vậy, mẫu số thì cũng vậy ha, mình để mẫu số. Sau đó mình C in vô là B chấm mẫu. Mình nhập cho hai trường mà, được chưa? Rồi, lúc này sau khi xong rồi đó thì mình mới gán vô cái B vô cho AEG. Thật ra cái chỗ này các bạn để AEG luôn cũng được, khỏi mất công tốn biết. À, thầy để luôn cho khỏi mất công này ha, thầy để luôn AEG đi, khỏi mất công gán nữa. À, như thế này đây, nhập cho tử nè, nhập cho mẫu nè, đó, thì sau đó là khỏi gán như vậy. Đấy, như vậy là lúc này thay vì số nguyên đó thì các bạn nhập như một dòng vậy thôi. Còn bây giờ đối với nguyên cái phân số đó thì các bạn nhập như thế này, phải nhập hết các trường liên quan của nó. Đấy, thì nó khác chỗ này thôi, được chưa? À, tuy nhiên bây giờ các bạn lại thấy một điều mình phân tích nữa. Nếu như cái chỗ này các bạn để ở đây thì chương trình mình cũng ổn, cũng chạy được. À, cũng không vấn đề. Được chưa? À, tuy nhiên là cái việc ví dụ như sau này có một chức năng nào đó người ta kêu nhập phân số nữa, à, thì các bạn lại viết giống hệt như vậy, à, lặp lại ở một chỗ khác. Thì bây giờ thay vì như vậy á, đối với những cái cấu trúc phức hợp như thế này nè, thì những cái gì mà các bạn thấy nó chuyên chức năng cho nó thì các bạn viết riêng thành một cái hàm. Để làm gì? Thứ nhất là chương trình rõ ràng, thứ hai là mình có thể tái sử dụng được. Đấy, như vậy là thầy nói là thay vì bây giờ thầy viết 4 dòng ở đây thì cũng xong rồi, cũng đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thầy muốn là nó gọn hơn, nó có khả năng dễ tiện dụng hơn sau này, thì thầy viết một cái hàm nhập một phân số cho nó. Để thầy gọi ở đây, à, thầy làm như thế này. Void, thầy xác định là void nhập phân số. Và thầy truyền cái phân số cần nhập vô. Và hiển nhiên là nó nhập xong là thầy muốn giữ lại các bạn. Do đó là thầy truyền vô đây dạng tham chiếu ha. Tức là thầy truyền vô này. À, như vậy là vô đây thì cũng là vậy, đúng không? Cũng là vậy. Đấy, nhập vô đây, nhập tử số nè. Cũng là cái mớ này ha. Lùi ra. Rồi, cái này là B chấm tử nè. À, B chấm mẫu nè. Rồi, xong, thầy nhập vô phân số này xong. Như vậy là sau khi có cái hàm này rồi đó các bạn, thì cái chỗ này bây giờ không làm vậy nữa. Thầy chỉ biết thầy gọi là nhập phân số cho AEG là xong. Đấy, như vậy nhìn cái code của mình nó sẽ rõ hơn. Và sau này một cái lợi của phía sau nữa đó là mình có thể tái sử dụng lại hàm này ở nhiều chỗ nữa. Đấy, như vậy là chỗ này với cái bài toán của thầy như thế này thì thầy tách cái này ra thành một hàm giúp cho cái việc nhập phân số mình vô đây nó tiện hơn thôi. Được chưa? Rồi, đó là cái đầu tiên ha. Như vậy là nó chỉ khác cái chỗ này nè. Đấy, nó nhập thêm số dòng số cột nè. Và các bạn thấy chỉ số không hề thay đổi nha. Cái việc duyệt chỉ số không hề thay đổi. Cái nhập trên đối tượng nó khác rồi, bởi vì cái kiểu dữ liệu nó khác rồi. Ha, thì lúc này thầy viết thành một cái hàm như thế này, thầy nhập trên phân số một cái. Rồi bây giờ xuất nhé, xuất ma trận. Thì bây giờ cũng vậy, các bạn lại thấy thầy làm giống hệt như trên số nguyên. Thì copy qua luôn, thầy sửa từ từ cho các bạn thấy. Copy qua đấy, thầy để ở đây. Đây, xuất ma trận, được chưa? Rồi, à, thầy làm gì? Đầu tiên kiểu dữ liệu của phân số bây giờ, của ma trận bây giờ nó là phân số rồi, nó không còn là số nguyên nữa. À, và cái này của thầy đó, thì bây giờ không còn là n nữa mà là m, n số dòng số cột và cũng là constant luôn. In m constant in n. Thầy nhắc lại tại sao thầy chuyển cái này vô. Các bạn truyền như vậy thì cũng ok, được chưa? Cũng chạy được. À, nhưng mà nó sẽ không tốt bằng cái việc mà các bạn đưa vô cái constant. Mục tiêu của thầy có constant là gì? Thầy muốn cấm cái việc sửa giá trị của biến n m trong phạm vi này.
M làm đúng cái nhiệm vụ chỉ truyền vô cho xài thôi chứ không được sửa. Còn ở chỗ này là thầy truyền kiểu này là thầy muốn nó được sửa. Còn ở đây là thầy cấm nó sửa, không được sửa trong phạm vi hàm này. Thì thầy truyền theo cái dạng constant. Và hiển nhiên khi các bạn truyền như vậy nó sẽ chạy tốt hơn so với cái việc các bạn truyền bình thường như thế này. Nha. Rồi. À, như vậy là bây giờ mình có cái này rồi. Cái này thật ra các bạn truyền constant vô cũng được luôn nha. Rồi, thì bây giờ xuất ma trận ha. Thì ở đây mình có M nè, chỗ này duyệt M, chỗ này là duyệt N, được chưa? À, như vậy nó chỉ khác cái chỗ này đây nè các bạn. À, nó khác chỗ này đây, bây giờ nó không phải là cái này nữa. Mà bây giờ trong cái đề bài nó kêu làm gì? Nó kêu xuất cái phân số dạng tử trên mẫu. À, thì có phải các bạn xuất vậy không? Cell có thể lấy cái phân số AIZ. AIZ. Đấy, xuất cái tử nó ra. Rồi xẹt cái xuất cái mẫu nó ra. AIZ. Chấm mẫu, à chấm mẫu. Rồi mỗi cái phần tử xuất xong thì thầy cắt phím tab. Thì các bạn thấy nó lại giống hệt như thằng này thôi, nhưng mà vấn đề là xuất trên cái dữ liệu cấu trúc phức hợp thì thầy xuất như thế này. Được chưa? À, như vậy là một cái chuyện nữa các bạn lại đặt ra là tới đây là coi như cái hàm xuất của mình hoàn tất rồi đó các bạn, là xong rồi đó, giải quyết xong rồi. À, vẫn xuất được kết quả đúng yêu cầu của đề bài. Được chưa? À, tuy nhiên mình lại đặt một cái vấn đề giống hệt như chỗ này nữa. À, cái chỗ xuất này nè, à, xuất một cái cấu trúc phức hợp thì bây giờ viết ở đây cũng xong, cũng được rồi. À, nhưng mà các bạn thấy là nếu như sau này mình có một cái chức năng nào đó mình cần xuất nữa thì lại viết lại giống gì nữa thì cái code của mình nó rối. À, và tương lai cái việc sử dụng lại nó lập code cái chỗ này nó không hay lắm. Thì đối với cái chỗ cấu trúc phức hợp này, thay vì thầy viết trực tiếp như này thì thường thầy tách ra chuyên biệt một cái hàm. À, như vậy là thầy lại viết một cái hàm xuất phân số ở đây. À, ở đây thầy viết cặp cho này luôn, xuất phân số và dùng để xuất cho một phân số. Và hiển nhiên là thầy phải truyền cái phân số thầy cần xuất cho rồi, đúng không? Và cái nhiệm vụ của hàm này chỉ có xuất thôi các bạn. Do đó là thầy cho nó constant luôn, không được sửa gì trong đây hết. À, như vậy vô đây thì mình làm gì cũng là cái dòng giống hệt thằng này thôi, chả có gì khác. À, copy vô, đưa vô đây. Như vậy là chỗ này thành chữ B, chỗ này cũng thành chữ B, được chưa? Như vậy là kể từ đây về sau, xuất phân số thầy chỉ việc gọi xuất, thầy truyền AIZ vô. À, như vậy cái việc tách hàm như vậy nó giúp cho cái chương trình của mình nó rõ ràng hơn, và cái việc mà mình tái sử dụng cái này nó dễ hơn, và nó sẽ giúp cho chương trình mình nó nhất quán hơn. Rồi sau này mình xuất á, mình muốn sửa cái gì đó, sửa đúng cái hàm này là xong, mọi thứ nó chạy theo đúng nguyên tắc, được chưa? Còn nếu mà các bạn làm dạng rời rạc kiểu này thì nó chỉ đáp ứng đúng cái thời điểm đó thôi. À, một thời điểm khác thì bắt đầu nó sẽ có vấn đề, chương trình của mình rất khó thay đổi và cũng như rất khó sử dụng lại những cái thứ mà nó vốn lặp đi lặp lại. Thì do đó là cứ nguyên tắc ban đầu mình cứ làm từ từ như vậy, và sau đó mình tách hàm ra dần dần như thế này. À, như vậy là mình làm xong cái thao tác nhập xuất rồi ha. Thì bây giờ trong đây mình chạy thử nha. Thì đầu tiên là mình gọi cái hàm nhập phân số, nhập phân số, nhập ma trận chứ, là A M N rồi xuất ma trận A M N. Và các bạn nhớ là cái việc truyền vô là không có dấu gì đây nha, truyền đúng cái tên biến vào cho nó thôi ha. Thì cái này thầy đưa trên kia lên trên kia thầy dạy nha, ở đây thầy viết minh họa thôi, rồi thầy đưa lên đây thầy dạy, thầy đè cái này luôn nhé. Rồi xóa này đi, rồi chạy thử coi nó có báo lỗi gì không. Rồi nó báo lỗi rồi, xuất AIZ. Bây giờ mình nói là dòng 43 bị lỗi gì đây, dòng 43 ha. Sau này các bạn bị lỗi đó thì đây cũng là cái mà các bạn cần phải học đó nè. Mình học cái cách để mà mình khi mình bị lỗi mình biết đường mình lần ở đâu mình sửa. Do đó là các bạn nên tập đọc những cái chỗ này. Thì nó nói bây giờ dòng, các bạn đọc từ dưới đọc lên nè, thì nó nói cái chỗ cái dòng này nè, dòng men 55 19. 55 là đâu, là đây, đây là ma trận phân số ha. Mình truyền A vô, à cái này là MN số nguyên các bạn đó. Mình tập đọc như vậy, mình sửa từ từ. Rồi sau đó mình lần lên tiếp nè, nó nói là nhập ma trận A. À cái này do kiểu dữ liệu sai thôi, nhập lại. Rồi nó lại tiếp tục bị lỗi nữa, thì mình lại lần lên những cái dòng màu đỏ, nó chỉ cho mình cái dòng luôn nè, dòng 43 30. Trên Visual Studio cũng vậy, được chưa? Thì các bạn click lên 43 30 thì lần lên nè, dòng 43 nó nói gì đây? Nó nói là convert phân số. À cái này là AIZ của mình là một gì đây, một phân số mình gọi. À cái này xuất phân số các bạn, gọi nhầm ha, được chưa? Đấy, mình sẽ phát hiện được mình sai chỗ nào, được chưa? Rồi tiếp tục dịch, biên dịch nữa thì bị lỗi, mình lại lần lên mình kiểm tra nữa, thì nó nói là dòng 21 45, thì mình lên tiếp dòng 21, à thiếu chấm phẩy nè, được chưa? Rồi rồi như vậy là nó chạy xong, được chưa?
Rồi bây giờ như vậy là nó đang chạy cho thầy cái dòng là nhập ma trận nè. Như vậy là số dòng của thầy là bây giờ thầy cho hai dòng thôi cho nó gọn ha. À cái này số cột các bạn chỉnh lại, cái này là N nha. Đây, số cột là N. À khoan khoan mình chạy cho nó xong cái nó đang chạy nó không cho mình sửa các bạn. Này cứ nhập lại đi ha. Để thầy chỉnh lại cho nó gọn. À cái này là N ha. Rồi cái chỗ mà nhập vô tử mẫu đúng không? Còn cái này là xuất ra phân số. Cái này mình ghi lại, ghi lại cái câu này cho nó gọn ha. À, nhập phân số. Cái này là phân số. Cái này là câu xuất ra để cho người dùng biết người ta đang nhập tới đâu thôi. Thấy chưa? Cái này là thầy online luôn ha. Thì cái giao diện của mình bây giờ nó như thế này đây ha. Range. Rồi bây giờ thầy nhập hai dòng, hai cột. À, như vậy là mỗi phân số 00 của mình bây giờ là nhập tử mẫu cho phân số 00 nè. Được chưa? Các bạn bỏ dấu này luôn đi. À, quên dance. Rồi nhập vô ha. Tử của thằng này là 2 phần 3, 2 phần nè, 3. Rồi nhập cho phân số 01 là tử là 5, mẫu là 4. Nhập cho phân số 10, à, tử là 7, mẫu là 4. Phân số 11 tử là 6, mẫu là 3. Đấy, thì bây giờ nó xuất ra cho mình cái ma trận như thế này. Được chưa? À, như vậy là nhập xuất ma trận thì các bạn thấy là à, dù cho cái kiểu dữ liệu phức tạp đi nữa thì nó cũng giống hệt như cái thằng kia thôi, đúng không? Nó giống hệt như cái thằng trên số nguyên thôi, nhưng mà vấn đề là mình sửa lại một số cái cho nó phù hợp trong cái kiểu dữ liệu ở chỗ này thôi. Và các bạn thấy cái vòng lặp nó không hề thay đổi, thấy không? Cái phần này không hề thay đổi, phần này không hề thay đổi, chỉ sửa đúng cái chỗ này, đúng cái chỗ mà kiểu dữ liệu nó thay đổi thôi. Đây chỗ này các bạn, được chưa? Ha. Rồi bây giờ câu tiếp theo, để thầy copy cái này thầy đè vô bên đây đó, thôi lát copy qua nó bị lỗi. Rồi tiếp theo nè. À, như vậy là mình giải quyết được xong câu A. Bây giờ mình giải quyết được câu này. Đấy, bây giờ phân tích câu này ha. Người ta kêu là tối giản tất cả các phân số của ma trận. À ví dụ ở đây nha. Bây giờ ví dụ ở đây thầy có cái phân số 6/3 là phân số chưa tối giản. Tối giản của nó phải là 2/1, đúng không? Cái phân số tối giản thì các bạn đã học đều biết hết trơn rồi. Đấy. Như vậy gặp bài toán này thì bây giờ mình làm gì bây giờ? À mình phân tích cái gì bây giờ để giải quyết? Thì mình phải đặt ra cái vấn đề là bài toán lớn đó tiếp tục mình chia nhỏ nó ra. À coi mình cần làm gì ha. Thì mình mới biết được mình làm. Chứ nhiều bạn khi bắt đầu mới vô gặp bài toán không biết bắt đầu từ đâu hết. Thì mình cứ phân tích từ từ chia nhỏ nó ra. Thì bây giờ với cái bài toán là tối giản thì chắc chắn cái việc đầu tiên các bạn phải nghĩ tới cái chuyện là có một cái hàm tìm ước chung rồi. Đúng không? Đấy, bây giờ câu của mình là như này. Tìm phân số tối giản tất cả đúng không? Tối giản tất cả. Như vậy là để tối giản được tất cả, thầy thu gọn lại là phải tối giản được một thằng trước cái đã. Được chưa? Lo một đồng chí trước rồi hả, lo tới tất cả sao? Được chưa? Như vậy là bài toán nhỏ hơn của cái bài toán này là tối giản được một phân số cái đã. Đó, như vậy là bài toán nhỏ hơn là bài toán này. Thay vì chữ tất cả ở đây thì bây giờ thầy thu gọn ra lại là lo một thằng trước đi rồi tính nè. Sau khi một thằng được thì tất cả chắc chắn sẽ được thôi. Được chưa? Rồi để lo được một thằng tối giản được đó thì cái chuyện mình phải lo tiếp theo nữa, nhỏ hơn nữa là phải tìm được ước chung lớn nhất của hai số. Đúng không? Ước chung lớn nhất hai số nguyên nhé. Đấy. Thì cái phần mà ước chung lớn nhất của hai số nguyên là thuộc toán gì khoan quan tâm, từ từ tính. À như vậy thầy chia cái bài toán của thầy xuống tới cái cấp ở dưới này là tới đây dừng được rồi, bởi vì tới đây hết chia được rồi ha. Như vậy là thầy giải quyết cái bài toán này trước thì mới hy vọng giải quyết được mấy thằng kia. Được chưa? Như vậy là thầy giải quyết cái bài toán tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên. Thì như các bạn học trên lớp thì các bạn chắc cũng làm trong môn cơ sở lập trình rồi, thì các bạn dùng cái quy tắc Euclid, đúng không? Euclid. Đấy. Cái quy tắc này thì cứ đã gọi là quy tắc thì cứ làm theo đúng như vậy, không cần phải đặt câu hỏi là tại sao hết, bởi vì toán học nó là chứng minh rồi. Mình chỉ ứng dụng thôi, mình không cần phải hỏi quy tắc tại sao là như vậy. Thì bây giờ thầy sẽ cài cái này trước, giải quyết cái bài toán con này trước ha, rồi thầy mới tính tiếp. Rồi, như vậy là thầy giải quyết như này. Thầy tìm ước chung lớn nhất của hai số. Rồi làm trên đây luôn nha. Đây, ước chung lớn nhất nè. Thì đầu tiên là thầy viết ở đây. À, như vậy là mình định nghĩa cái hàm trước cái nè. À, mục tiêu hàm là tìm ước chung. Như vậy là thầy đặt tên là ước chung lớn nhất. Thấy chưa? Đầu vào của cái hàm này là gì? Là số nguyên cần phải, hai số nguyên cần tìm ước chung lớn nhất. Như vậy là nó sẽ có hai cái tham số là A và B nào đó. Thấy chưa? Và cái kết quả mình mong muốn đạt được từ cái hàm này là một số nguyên
và số đó là ước chung lớn nhất của hai số đầu vào, thì hiển nhiên nó phải return về một số nguyên rồi. Được chưa? À, như vậy là thầy có cái cấu trúc hàm ở đây như sau. Và ở đây mình mở cái móc ra như thế này. Được chưa? Rồi, và đây là quy tắc Euclid. Thuật toán này là quy tắc Euclid và đã được toán học người ta chứng minh rồi, mình chỉ áp dụng thôi. À, và cái quy tắc này như thế này. Nó nói là trong khi A còn khác bằng B. A còn khác bằng B ha. Thì nếu A nó còn lớn hơn B thì A giảm đi một lượng bằng B. Còn ngược lại, B giảm đi một lượng bằng A. Và kết thúc cái vòng lặp này, tức là A bằng B, thì A hoặc B chính là ước chung lớn nhất của nó. Thì cái phiên bản cài Euclid này có một số tài liệu cài bằng cái phần dư modulo đó các bạn. Thì nói chung là cái cách cài đặt của người ta có thể khác. Nhưng mà đây là cái phiên bản cài đặt dễ nhất của thuật toán Euclid. Tức là mình chỉ dùng cộng trừ thôi, trừ đi một lượng đúng bằng cái số kia, cho đến khi nào nó bằng nhau thì nó đây chính là ước chung của nó ha. Thì cái này là các bạn có thể tùy biến, tùy chỉnh nó. Nếu mà trên lớp các bạn được cài đặt theo cái dạng mà modulo đó thì nó cũng đúng, tất cả cái đó cũng đúng theo nguyên tắc Euclid nha. Nhưng mà đây là cái phiên bản cài đặt nó dễ nhớ và nó đơn giản, và hiển nhiên là cái phép cộng trừ nó sẽ nhanh hơn so với nhân chia rồi, nhân chia và modulo rồi nha. Rồi, thì ở đây thầy chưa có kiểm tra số âm gì hết trơn nha các bạn. Các bạn nhớ là thuật toán này nó chỉ đúng khi AB là số dương thôi nha. Được chưa? Các bạn truyền số âm vô là nó bị lặp vô hạn đó. Thì ở đây thầy chưa quan tâm tới điều kiện đó. Ở đây thì phân số thầy đưa số dương hết rồi. Như vậy là thầy giải quyết xong bài toán con số 1. Đấy, như vậy là các bạn mới quay lại đây. Bài toán con số 1 thầy giải quyết xong. Bài toán con số 2 thầy lần lên tiếp. À, thầy lần lên tiếp là gì? Thầy tối giản được một phân số cái đi tính gì tính. À, như vậy cũng lại là cái câu chuyện tối giản phân số ha. À, như vậy là thầy sẽ cho cái phân số, cái hàm của thầy là tối giản, mục tiêu của thầy là tối giản, thầy đặt tên là tối giản. Và hiển nhiên thầy có một cái input là cái phân số cần phải tối giản. À, như vậy là thầy truyền cái phân số vô. Đây là phân số B. Được chưa? Và chỗ này mình phân tích thêm nè. Bây giờ các bạn muốn tối giản là các bạn thay đổi trên đây luôn, hay là các bạn muốn trả về phân số mới, thì tùy vào bạn, cái tiếp cận của mỗi bạn, thì các bạn có thể làm theo hai cách. Có bạn sẽ muốn tối giản trực tiếp trên cái hàm phân số truyền vô luôn, thì lúc này cái này nó thành tham chiếu. Được chưa? Và cái này nó là void. Đây là một cái phiên bản cho những bạn nào mà muốn tối giản mà nó tác động trực tiếp lên phân số gốc luôn, là thay đổi phân số gốc luôn đó, thành phân số tối giản luôn đó. Còn đối với một số bạn thì không thích thay đổi trên phân số gốc, các bạn muốn tạo ra một cái phân số mới, thì các bạn sẽ định nghĩa như thế này và các bạn trả về cho nó cái phân số được tối giản. Đấy, hai phiên bản này đều đúng nha, tùy vào cái cách làm. Thì thôi bây giờ ở đây đứng ở cái góc độ này thì cách dễ nhất thì thầy cho các bạn thay đổi trực tiếp trên cái phân số luôn. Tức là thầy tối giản xong thầy sửa trên đây luôn, do đó là thầy chuyển sang tham chiếu. Được chưa? Đấy, như vậy là cái phân số này sau khi lấy ra xong thì cái B thành tối giản. Ha, rồi. À, như vậy là tối giản thì bây giờ cứ tìm thôi. Trong đây thầy lấy ước chung lớn nhất nè. Thì có phải là thầy gọi hàm ước chung lớn nhất của B chấm tử không? B chấm mẫu không? Đúng không? Rồi, lúc này B chấm tử của thầy bây giờ nó thành cái gì đây? B chấm tử chia cho ước chung lớn nhất. Đúng không? Đây là tối giản. B chấm mẫu. Mẫu số có phải là bằng B chấm mẫu chia cho ước chung lớn nhất. À, như vậy là kết thúc cái hàm này, à, cái B này nó đã tối giản rồi. Bởi vì nó chia cho ước chung lớn nhất mà. Cái này hồi đó các bạn học rồi. Được chưa? À, như vậy là thầy giải quyết được xong cái bài toán này. Và thầy quay lên bài toán gốc của thầy là giải quyết cho tất cả các phần tử của ma trận. À, như vậy là thầy làm gì? Thầy bắt đầu thầy viết một cái hàm cho nguyên ma trận luôn. Thầy nói là void tối giản ma trận. Rồi, hiển nhiên là thầy phải truyền cái ma trận vô rồi. Đúng không? À, và đây là max. Và cũng phải là số dòng, số cột. Đúng không? Hiển nhiên luôn luôn là như vậy các bạn. Làm cái này là phải có dòng cột truyền vô. Rồi, cũng lại là hai vòng lặp. Như vậy là cũng lại là câu chuyện này, cứ copy xuống xài thôi. Đây, hai vòng lặp này nữa ha. Đây, copy xuống. À, copy lên trên ha. Rồi, mình đưa lên đây. Rồi, bây giờ thầy nói, thầy bắt đầu thầy mỗi lần hai vòng lặp này thì gọi cái hàm gì? Tối giản một phân số của A, E, G. Rồi, coi như cái hàm của thầy giải quyết xong. Đấy. Như vậy cái việc mà chia bài toán nhỏ này, các bạn lần từ dưới các bạn lần lên giải quyết các bài toán nhỏ thứ nhất, tới bài toán bự hơn một chút, rồi tới bài toán chính của mình trên đây, thì coi như bài toán gốc của mình được giải quyết. Đấy, thì bây giờ mình gọi cái hàm này thôi. Bây giờ mình chạy thử nha.
Ở đây nè, đây là cái hàm đã xuất ha, này CAO tối giản ha, tối giản ma trận. Rồi cái này để như này, rồi end line. Rồi như vậy là mình làm gì đây? Mình gọi cái hàm tối giản ma trận, mình truyền vô là a m n, rồi sau đó mình xuất ma trận lại, thì lúc này nó đã tối giản từng phần tử rồi các bạn. Thì mình xuất lại coi nó có ra đúng kết quả không thôi. Thấy chưa? Như vậy là đây cái chỗ hàm tối giản ma trận nè ha. Rồi giờ chạy lại. Rồi nó lại bị lỗi nữa ha. Thì cũng vậy, các bạn lần lên từng dòng một. Khi gặp vấn đề này thì cái việc đầu tiên các bạn tập đọc cái này. Bởi vì nhiều bạn, anh chị của các bạn khi mà lúc lập trình lên tới năm 2, năm 3 rồi gặp lỗi là cứ hỏi không à, không bao giờ chịu đọc cái này hết. Thì đó là một cái khuyết điểm rất lớn của các bạn. Thì các bạn nhớ sau này mình đi làm á, cái thời gian mình ngồi mình feedback nó nhiều hơn so với thời gian mình ngồi code. Do đó là cái kỹ năng các bạn đọc và các bạn biết giải quyết vấn đề là một cái rất là quan trọng. Do đó là sau này gặp vấn đề, việc đầu tiên mình tự đọc giải quyết trước cái này, sau đó hỏi vô biên nha. Tập đọc cái này cho nó quen dần dần. Thì nó chỉ ở đây dòng 47 thì nhảy lên dòng 47 coi thôi. Thì kéo lên đây dòng 47 nè, à thiếu chấm phẩy nữa. Đấy, thiếu chấm phẩy ở đây. Thấy chưa? Rồi giờ mình chạy lại. Rồi nhập vô bây giờ ví dụ như là hai dòng hai cột ha, hai dòng hai cột. Rồi phân số thứ nhất thầy cho là 8/6 đi, là chưa tối giản đúng không? Phân số thứ hai là 6/4 cũng chưa tối giản. Phân số thứ ba là 15/45 chưa tối giản luôn. Phân số thứ tư là 20/60 cũng chưa tối giản luôn. Đấy, thì các bạn chạy lại nè, đây là ma trận gốc nè, được chưa? Thì đây là ma trận sau khi nó đã tối giản nè. Thì tối giản bây giờ là 8/6 thì nó là gì các bạn? 4/3. 6/4 thì nó là 3/2, còn 20 phần này là 1/3, còn 15/45 cũng là 1/3. Đấy, như vậy là mình được cái ma trận sau khi tối giản. Đấy, tức là chia tử mộc. Như vậy là rõ ràng là thông qua cái này thì các bạn, bài này thì các bạn sẽ thấy là với một cái bài toán lớn đó, thì bây giờ thay vì mình lân quẩn ở trong đây mình giải quyết thì rã nó từ từ, thu gọn không gian vấn đề nhỏ lại. À, mình giải quyết vấn đề nhỏ lại trước cái đã, và tới đây tiếp tục thu gọn về đây. Và sau khi thu gọn xong mình giải quyết lần lượt từng cái nhỏ một cái này, rồi quay lên giải quyết cái này, rồi sau đó quay lên giải quyết bài toán tận gốc của mình. Và nhớ đó là nguyên tắc chung của lập trình cấu trúc của kỹ thuật lập trình, là giải quyết một bài toán lớn là phải rã ra thành các bài toán con. Và các bạn chỉ khi các bạn giải quyết được hết bài toán con đó thì các bạn mới hy vọng mình giải quyết xong bài toán lớn được. Đấy, do đó là mình phân tích theo cái xu hướng top down là như vậy, từ lớn rã ra thành từng cái nhỏ. Và nguyên tắc giải quyết vấn đề là nguyên tắc của chia để trị, chia nhỏ ra để trị, trị từng cái nhỏ trước cái đã, rồi sau đó mới trị được cái lớn nha. Rồi đó là mình giải quyết xong cái câu B. Bây giờ mình nói tới câu C, tính tổng ma trận. À, bây giờ cái câu chuyện đặt ra nữa nè, tổng ma trận bây giờ á, nó không phải là các số nguyên nữa. Do đó là cái việc tính tổng á, nó không còn đơn giản nữa. À, như vậy là nếu mà câu này cho các bạn thì bây giờ mình rã tiếp nè. Bây giờ để tính tổng được ma trận thì các bạn nhớ, nếu mà số nguyên á nha, số nguyên thì có phải các bạn làm vậy không? Nếu mà cho số nguyên không thì rất đơn giản, cộng dồn vô một biến nào đó là xong, đúng không? À, nhưng mà bây giờ ở đây á, là cái phân số, làm sao có cái này được, đâu có cái này đâu. À, như vậy là cái bài toán hiển nhiên phải đặt ra để giải quyết được bài toán này là làm sao các bạn phải giải quyết được cái việc tổng của hai phân số. À, như vậy là từ cái bài toán lớn này các bạn phải tự rã thành một cái bài toán con nữa là gì? Mình phải giải quyết được bài toán tổng của hai phân số. À, tổng của hai phân số cài đặt. Như vậy mình lo thằng này trước đi, thằng này ổn xong rồi mới nói tới cái thằng kia được. Bởi vì tổng ma trận là bản chất là các bạn cộng dồn dần dần vô mà, đúng không? Như vậy là để cộng dồn vô là mỗi lần có phải là ma trận phân số tổng cộng với phân số nào đó đang duyệt không? Thì để diệt được cái này phải giải quyết được cái này cái đã. Bây giờ giả sử cái câu hỏi của thầy, thầy muốn là tổng ma trận là này được tối giản luôn nha, cho ra kết quả tối giản luôn đi. Đấy. Đấy, kết quả tối giản luôn đi ha. Thì bây giờ cũng vậy, thì đầu tiên mình phải giải quyết thằng này trước cái đã. À, giải quyết tổng được hai phân số trước cái đã. Đấy, rồi mình mới lo tới cái câu gốc của mình. Như vậy là mình quay lại cái chương trình nha. Rồi, à, như vậy để tổng hai phân số thì bây giờ mình xác định có cái hàm của mình làm sao nè. Như vậy á, tổng hai phân số, cái phát biểu này chắc chắn là mình có cái đầu vào rồi, mà cái hàm, mục tiêu hàm của mình là tổng chứ cái này. Tổng hai phân số.
Đấy, cái tên thể hiện mục tiêu rõ ràng cái đã. Rồi, mình xác định là hai phân số, như vậy là chắc chắn mình có hai cái đầu vào. À, hai cái đầu vào, cái phân số thứ nhất, phân số B, phân số thứ hai là phân số Q. Và hai cái thằng này nè, thầy xác định là dùng để tính tổng thôi, không có thay đổi cái gì hết, do đó là thầy constant luôn. Đấy, thầy constant luôn. Đấy. Nhớ là không truyền thằng này vô chương trình các bạn vẫn ổn nha, nhưng mà truyền nó thì nó sẽ chặt chẽ và nó tốt hơn. Được chưa? Rồi, và tổng của hai phân số thì hiển nhiên thầy mong chờ cái đầu ra của hàm này sẽ là một phân số tổng. À, như vậy là thầy trả ra phân số luôn. À, như vậy là cái hàm của thầy định nghĩa là như thế này. Được chưa? Như vậy là nguyên tắc định nghĩa hàm các bạn nhớ nhé. Đầu tiên xác định mục tiêu hàm của mình ra để có được cái tên cái đã. Cái tên phải thể hiện rõ mục tiêu hàm. Rồi, các bạn mới xác định là à, để cái hàm này bắt đầu làm thì cần cái gì đưa vô cái đã, thì lúc đó có được danh sách hàm số. Rồi, các bạn mới đặt câu hỏi thứ ba là à, cái hàm này làm xong mình có được cái gì? À, lúc đó thì các bạn mới có được cái đầu ra. À, lúc đó mình có được cái hàm thì lúc đó mình giải quyết cái này. Thấy chưa? À, như vậy là tổng phân số thì các bạn học phổ thông rồi thì các bạn phải làm gì? Quy đồng thôi. Ví dụ như bây giờ mình lấy là A trên B cộng nè C trên D, đúng không? Thì mình quy đồng là gì đây? Là AD cộng BC chia cho BD. Cái này là chưa có tối giản nha. Mình cứ để nguyên đi, lát tổng xong hay tối giản. À, như vậy là quy tắc có phải là tử của thằng này nhân mẫu của thằng kia, rồi tử của thằng kia nhân mẫu của thằng này để nó ra được tử mới không? À, cái này chắc các bạn cũng đã biết số bài tập trên lớp rồi. Ha, thì bây giờ thầy làm như thế này. À, như vậy thầy có cái phân số, thầy xác định là phân số tổng trước đi ha. Để như thế này. Rồi cuối cùng thầy làm gì đó, thầy trả về nó cái đã. Tức là thầy viết ra cái sườn trước ha. Rồi, như vậy là cái tử của phân số tổng có phải chính là cái B chấm tử nhân cho Q chấm mẫu cộng cho B chấm mẫu nhân cho gì? Nhân cho Q chấm tử. Như vậy là mình có được cái tử số của phân số tổng. Còn cái mẫu số này bằng là gì? B chấm mẫu nhân cho Q chấm mẫu. Đấy, như vậy là đây chính là phân số tổng. Và thầy giải quyết được cái bài toán nhỏ đầu tiên của cái bài này là tính tổng được hai phân số. À, và đây chính là cái chỗ tính tổng này, quy đồng mẫu số. Được chưa? À, như vậy là với cái này là thầy giải quyết được bài toán con của nó rồi. Và thầy mới quay trở lên để giải quyết bài toán gốc của thầy đây, là tổng nguyên cái ma trận. À, như vậy là bây giờ thầy làm như thế này. À, như vậy thầy có cái hàm của thầy. Bây giờ mình xác định cái hàm của mình nhé. Mục tiêu hàm là tổng ma trận thì đặt tên là tổng ma trận. Rồi, đầu vào của mình chắc chắn là cái ma trận rồi, đúng không? Ma trận phân số A. Rồi, cái này là cái mắt nè. Rồi, hiển nhiên là có số dòng, số cột rồi. Được chưa? Và tổng ma trận mà mỗi phần tử là một phân số thì hiển nhiên kết quả cuối cùng của nó là một gì các bạn? Cũng là một phân số. À, như vậy là ở đây thầy trả ra là phân số ha. À, thầy trả ra phân số chứ không trả ra số nguyên nữa. Được chưa? Đó. Rồi, thì bây giờ thầy giải quyết sao? Thì nếu mà là số nguyên có phải các bạn làm vậy không? Cũng lại là hai vòng lặp. À, cứ ma trận là hai vòng lặp làm tới. À, thầy lấy hai vòng lặp này xuống xài tiếp, khỏi gọi lại ha. Đây. Rồi, nếu mà các bạn làm bình thường có phải là vậy không? Phân số nếu là số nguyên đó nha, tổng ha bằng không gì đó, rồi số xuống đây các bạn là tổng cộng bằng a y z, rồi cuối cùng các bạn return về tổng ha. Đây là nếu là số nguyên nha. Nếu là số nguyên thì mình làm vậy, còn phân số thì hiển nhiên không có vậy được rồi. Được chưa? Phân số là vậy ha. Và hiển nhiên là cái phân số tổng ban đầu đó là tử của nó phải là không, đúng không? Và mẫu bằng mấy các bạn? Mẫu phải là 1 nha, mẫu không thể là không được. À, như vậy là đây chính là cái phân số ban đầu, chính là cái phân số 0 đó các bạn. Không tử 0, mẫu 1 là phân số 0 cái gì nữa. Thấy chưa? Còn cái chỗ này nè, thì bây giờ không biết vậy thì chỗ này bây giờ mình biết cái này nè, tổng bằng tổng hai phân số của phân số tổng và phân số a y z. Thấy chưa? Và cái lệnh này thực chất là gì đây? Nó tương đương với cái lệnh này. À, nhưng mà vấn đề là do mình làm trên một cái cấu trúc phức hợp, do đó là mình gọi hàm thôi. Thì sau này khi mà các bạn học hướng đối tượng mà các bạn có đi sâu trong C cộng cộng, nó sẽ có một cái dạng operator, nó cho nạp chồng toán tử giống vậy trên cái cấu trúc phức hợp luôn. À, nhưng mà cái đó thì cái đó các bạn xem thêm ha, các bạn xem thêm cái phần nạp chồng để ra cái từ khóa. Các bạn có thể search cái chữ là operator overloading của trong C cộng cộng. Nếu mà các bạn muốn viết theo cú pháp này trên phân số thì các bạn coi cái này. Còn bây giờ thì mình dùng vậy cho nó sau này nhiều ngôn ngữ khác thì mình để mình quen luôn ha. Đấy, thì cái này thầy ghi từ khóa các bạn có thể dùng ha.
Rồi này tạm đóng lại nha. Rồi như vậy là cái bài toán này thực chất cũng giống như số nguyên vậy thôi, nhưng mà thầy giải quyết cái tổng bằng này và cái kết quả bằng này, được chưa? À, nhưng mà trong cái đề á, à, tới đây là coi như xong rồi đó các bạn, tổng ma trận rồi đó, tổng phân số của ma trận rồi đó, được chưa? Thầy giải quyết xong bài toán con của nó nè, rồi thầy lên thầy giải quyết bài toán cha của nó nè, được chưa? À, nhưng mà bây giờ nãy thầy có thêm một yêu cầu nữa là gì? Kết quả phải tối giản. Đấy, như vậy là thầy return về thằng này thì chưa chắc tối giản nha. À, như vậy là thay vì return thằng này thì thầy gọi thêm cái hàm mà nãy thầy viết sẵn rồi nè. Hàm tối giản ở đây đây. Tối giản một phân số nè các bạn. Các bạn thấy là bây giờ cái hàm này hồi nãy không phải là mục tiêu giải quyết chính cho cái câu nãy, nhưng mà bây giờ mình có thể tái sử dụng nó được ở một cái yêu cầu khác. Đấy, do đó là cái việc tách hàm nó sẽ có những cái điểm lợi như vậy ha. Hàm nào, cái nào, nguyên tắc cái nào nó đảm nhận một mục tiêu thôi. À, như vậy là bây giờ thầy tối giản nó trước khi thầy đảo về. Đấy. Tối giản cái tổng. Đấy. Được chưa? Như vậy là lúc này cái trả về cái này là phân số tối giản đó các bạn. Được chưa? Như vậy là các bạn thấy cái việc phân tích chia nhỏ như vậy mình lợi về mặt cấu trúc rõ ràng và mình có thể tái sử dụng được ở nhiều chỗ. Ha. Rồi, bây giờ mình chạy thử cái hàm này nha. Bây giờ mình in ra một câu là tổng ma trận. Tổng ma trận phân số ha. Rồi thì đơn giản là các bạn có một cái phân số, các bạn hứng cái phân số kết quả ha, các bạn hứng lại cái tổng ma trận truyền vô A, M và N. Và một lần nữa các bạn lại thấy cái vai trò của việc tách hàm nè. Bây giờ mình cần xuất cái thằng này ra. Thì bây giờ không cần phải viết nữa, gọi cái hàm thôi, mình đã biết rồi rồi. Xuất phân số KQ. Đấy, một lần nữa là mình lại tái sử dụng được cái hàm này. Mặc dù hồi nãy cái hàm này không phải là mục tiêu chính của cái câu, nhưng mà bây giờ tái sử dụng được ở chỗ khác. Đấy, thì cái việc tích hàm như vậy mình sẽ làm rất là gọn, mình tránh bị lặp code ở nhiều chỗ. Được chưa? Đấy, như vậy là xong cái phần mà tổng ma trận rồi ha. Bây giờ chạy thử khúc này. Rồi, nó bị lỗi nữa, chắc thiếu chấm phẩy nữa quá. 95. Các bạn lên dùng 95. À, thiếu chấm phẩy nữa. Rồi. Rồi ha, bây giờ mình nhập ma trận nè. À, này 3 2 thôi ha. 2 cột. À, tử 5/10. À, phân số 6/4. 8/16. Rồi cái này là 5/20. Đây, như vậy là đây chính là cái ma trận sau khi mình nhập nè. Còn đây là ma trận sau khi thu gọn, và đây là tổng tất cả các phần tử của ma trận. Được chưa? Thì các bạn thử tính để kiểm tra lại kết quả nha. Ở đây chính là tổng của toàn bộ 4 cái phần tử này đây. Được chưa? Và kết quả này mình đã tối giản rồi. À, nếu mà các bạn chưa tối giản thì số này nó sẽ ra khá là lớn, nó nhân lại mà. Được chưa? Thì cái này các bạn kiểm tra kết quả lại ha. Thì cái cách làm thì nó là như vậy. Ha. Rồi, tương tự câu tiếp theo. Như vậy là mình giải quyết được cái câu tổng ma trận rồi. Thì bây giờ tới cái câu cuối cùng. À, câu D chứ chưa phải cuối cùng. Câu D là tìm phân số lớn nhất trên ma trận. À, nếu mà cái này thầy cho các bạn làm trên số nguyên á thì cũng dễ dàng, bởi vì cái thuật toán này chắc có lẽ đã quen thuộc từ cái môn gì rồi các bạn, cái môn cơ sở lập trình tới giờ rồi. À, nhưng mà bây giờ làm trên cấu trúc phân số, à như vậy là mình lại vướng nữa. Bây giờ làm sao mà tìm lớn nhất hai phân số, làm sao nó biết được, nó so sánh? Thì bây giờ câu chuyện mình phải đặt ra là như thế này. Mình phải đưa hai thằng này xuống. Đây là bài toán của mình cần giải quyết nè. Như vậy á, mình phải đặt cái dấu chấm hỏi là để giải quyết cái bài toán lớn này, tìm được cái phân số lớn nhất á, thì cái bài toán con nhỏ hơn mình phải làm được rồi mới nói chuyện được tới thằng này. Đó là gì các bạn? Là phải làm sao so sánh được hai phân số cái đã. À, phải làm sao so sánh được hai phân số cái đã. Đúng không? Bởi vì số nguyên mà mình không so sánh được thì làm sao mình tìm được số nguyên lớn nhất? Phân số không so sánh được làm sao mà biết thằng nào lớn, nào nhỏ? Được chưa? Như vậy để giải quyết được cái bài toán này đó thì thầy không thể nào mà nhào vô làm liền được, mà thầy phải giải quyết một cái bài toán con này trước cái đã. Làm sao biết được thằng nào lớn hơn thằng nào để chọn ra thằng nào lớn nhất? À, như vậy mình phải biết một cái hàm kiểm tra coi phân số này có lớn hơn phân số kia hay chưa ha. Thì như vậy cái mục tiêu thầy đưa ra là như vậy, thì mỗi bạn sẽ có một cái cách định nghĩa khác nhau về cái phân số này. À, nhưng mà bây giờ thầy đưa ra một cái mẫu hàm cho cái này, và sau này với cái mẫu hàm này các bạn có thể áp dụng ở nhiều cái ngôn ngữ sau này ha. Thì các bạn có thể theo cái mẫu hàm này. Thì bây giờ thầy lo cái chuyện thầy giải quyết thằng con này trước.
là so sánh hai phân số như thế nào lớn nhỏ hơn. À, như vậy là thầy định nghĩa cái hàm như sau. À, mục tiêu hàm là so sánh. À, như vậy là thầy đặt tên là so sánh. So sánh phân số. Và hiển nhiên là tham số đầu vào của thầy phải là hai phân số cần so sánh. Đúng không? Như vậy là thầy có hai cái tham số là phân số P và phân số Q. Và hiển nhiên là hai phân số này cũng sao? Cũng không được phép thay đổi trong này. Thầy chỉ đưa vô để so sánh chứ thầy không yêu cầu thay đổi cái gì trong hàm này, thì thầy chặn luôn bằng cách truyền hai cái constant vô. Rồi, bây giờ trả ra cái gì bây giờ? Trả ra cái gì để mình dùng được chỗ khác? Thì ở đây thầy trả ra số nguyên và thầy quy ước như sau. Thầy quy ước nếu như cái này nó là số dương. Số dương có nghĩa là cái phân số B nó lớn hơn phân số Q. À, và nếu nó là số này Q nha. Còn nếu nó là số âm thì phân số B nó nhỏ hơn phân số Q. Còn nếu nó bằng 0 thì phân số B nó bằng phân số Q. Được chưa? Đây là quy ước. Và cái quy ước này sau này rất nhiều ngôn ngữ nó sẽ làm theo quy tắc này. Do đó là bây giờ mình làm theo luôn. Được chưa? Tức là nó so sánh hai cái đối tượng cấu trúc bất kỳ đó các bạn, nó sẽ trả ra số nguyên. Nếu nó là dương thì thằng tham số đầu nó lớn hơn tham số 2. Thì bây giờ mình theo quy tắc đó ha. Như vậy là bây giờ để so sánh hai phân số đó, thì nếu mà các bạn học trong toán học là các bạn phải quy đồng mẫu số, đúng không? Còn bây giờ mình làm trên máy tính thì thôi, mình không theo quy tắc đó. Mình làm trên máy tính thì bây giờ mình chia thẳng luôn, bởi vì nó có cái kết quả của mình ở đây mà, mình chia thẳng ra luôn. Như vậy là thầy làm như thế này, thầy có cái phân số thứ nhất ha, thầy có cái double hoặc là plot gì đó. Double đi ha, double thầy có là bên trái đi, B, phân số 1 nè. Thầy lấy thẳng cái tử, thầy chia cho mẫu luôn. Chia cho mẫu luôn. Bởi vì mình trên máy tính mà các bạn, khỏi mất công làm theo quy tắc toán với quy đồng chia cho nó cực, chia thẳng luôn nha các bạn. Nhưng mà các bạn chú ý nha, nếu mà các bạn dừng lại phép chia ở đây á. Bởi vì các bạn nhớ tử mẫu của mình là hai số nguyên. Hai số nguyên. Do đó là nếu mà các bạn để dừng xuống phép chia ở đây, ví dụ các bạn lấy tử là mẫu, tử là 1, mẫu là 2 đi. Các bạn lấy 1 chia 2 chỗ này đó thì các bạn nhớ là nó sẽ ra 0 đó nha các bạn. Và nó làm cho cái kết quả so sánh của mình nó không có chính xác. Do đó là khi mà các bạn áp dụng cái này á, thì các bạn làm sao cho nó xuất hiện một cái yếu tố thực trong đây để nó thành phép chia thực. Thì ở đây thầy nhân cho 1.0. Đấy. Như vậy là nhắc lại, mục tiêu của cái việc mà có thằng này để làm gì? Để có xuất hiện một cái yếu tố thực ở trong cái phép tính chia, để 1 chia 2 nó ra 0.5 cho mình và nó gán vô đây. Còn nếu các bạn không có thằng này thì nó 1 chia 2 là nó ra 0 và nó làm cho cái phép so sánh của mình nó không chính xác nữa. Được chưa? Đấy, thì mình chia thẳng kết quả ra. Rồi. Double B2 thầy lấy là Q chấm tử nhân cho 1.0 chia cho Q chấm 1. Như vậy là có phải đơn giản là thầy nói là nếu mà B1 lớn hơn B2 thầy return về số 1. Return về số 1 để cho nó biết là số dương. Số dương có nghĩa là phân số này lớn hơn phân số này. Thầy dựa trên hai cái số này nè. Được chưa? Còn ngược lại thầy nói là nếu phân số 1 nhỏ hơn phân số 2 thì thầy return về -1. -1 là thầy báo cho nó biết là thằng này nhỏ hơn thằng này. Rồi, cuối cùng là thầy return 0. Return 0 là nó không rơi vào hai trường hợp trên thì nó là bằng nhau rồi còn gì nữa. Đúng không? Đấy, như vậy cái hàm so sánh của thầy là như thế này. Đó, bỏ hai cái phân số vô và thầy chia thẳng ra luôn, thầy không làm theo quy tắc toán bởi vì mình đang trên máy tính mà. Chia thẳng ra luôn. Và một điểm chú ý là phép chia này nên có yếu tố thực để nó thành số thực. Hiểu chưa? Còn các bạn chia tử chia mẫu không, nó ra số nguyên, nó là phép chia nguyên ha. Rồi như vậy là thầy giải quyết xong cái phần so sánh phân số. Đấy, như vậy là thầy giải quyết được cái bài toán con của cái bài toán này. Thì thầy quay lên cái bài toán gốc của mình ở đây. Tìm phân số lớn nhất. Như vậy là bây giờ mình viết cái chương trình để phân số lớn nhất. Như vậy là viết một cái hàm tiếp theo. Xuống đây. Bây giờ mình lại phân tích tiếp cái mục tiêu hàm. Như vậy là mục tiêu hàm là tìm phân số lớn nhất, thì đặt tên cho nó đúng như vậy. Tìm phân số max. Được chưa? Rồi. Và tìm của ma trận thì hiển nhiên phải truyền ma trận vô rồi. Được chưa? Như vậy là phải có phân số ma trận A max. Max ở đây ha. Rồi, hai số M và N thì chỗ này có thể là constant luôn nha các bạn, bởi vì bỏ vô tìm chứ đâu có thay đổi gì đâu. Constant luôn. Được chưa? Rồi, tìm phân số max thì hiển nhiên kết quả cuối cùng mình đạt được là một cái gì các bạn? Là một phân số. Hiển nhiên rồi, đúng không?
Đấy, như vậy là đầu ra của thầy là phân số. Đấy, chính là cái hàm của thầy là như thế này. Thấy chưa? Như là phân tích xong thì mình biết được cái hàm như thế này. Rồi, bây giờ thầy viết với dạng số nguyên cho các bạn thấy trước nha. À, bây giờ có phải là các bạn thay một cái phân số max ha? À, có phải là các bạn giả sử nó chính là phân số đầu tiên không? A00 đi ha. A00 đi. Đó, cho nó là A00 vậy đó ha. Rồi các bạn có phải duyệt qua, cũng là hai vòng lặp thôi, copy xuống luôn. Để cho các bạn thấy là không hề thay đổi ở cái vòng lặp này. Ha. Đây. Được chưa? Nếu mà làm trên số nguyên thì có phải là vậy không? Nếu mà thằng B, thầy giả sử thằng này là lớn nhất, thầy đặt tên mắt luôn. Nếu mà thằng này có một thằng nào khác trong cái AEG, AEG mà nó lớn hơn cái thằng mà mình nghĩ là mắt, thì mình lấy thằng AEG đó làm mắt, thì nó chính là như thế này. Đấy. Được chưa? Và cuối cùng mình trả về cái mắt. Được chưa? Thì đây có phải chính là cái cách mình làm trên số nguyên không? Thì bây giờ mình áp dụng trên phân số thôi ha. Thì bây giờ chỗ này không thay đổi, mình chỉ sửa duy nhất chỗ này thôi. Thì thay vì viết vậy thì bây giờ nó phải là vậy không? So sánh, được chưa? AEG, AEG và số max. Và cái này nó phải sao? Lớn hơn không? Được chưa? Đó, tức là so sánh lớn hơn bình thường là vậy. Thì bây giờ gọi hàm thì nó phải là vậy. Tức là mình nếu thằng này lớn hơn thằng này thì cập nhật cái thằng này vô thành biến mắt. À, như vậy là thầy bỏ thằng này đi. Rồi, như vậy là xong. Được chưa? Như vậy là đây chính là cái hàm mà mình giải quyết được tìm cái ước chung, tìm cái phân số lớn nhất ở trong tất cả các phân số. Được chưa? Ha. Rồi, thì ở đây thật ra thì nó có một cái chỗ trùng lắp là nó chạy lại cái phần tử bằng 0,0 đó các bạn. Thì ở đây các bạn có thể kiểm tra nha. Nhưng mà thật ra nó cũng sao, tốn chi phí so sánh cái nó cũng không quá phức tạp. Độ phức tạp nó cũng không tăng lên lắm. Thì ta để luôn. Được chưa? À, như vậy là mình tìm được cái phân số max rồi ha. Rồi bây giờ xuống mình chạy thử nha. Thì rõ ràng các bạn thấy đây trên số nguyên thì phương pháp giống hệt, thuật toán giống hệt, nó chỉ khác cái chỗ xử lý trên cấu trúc nó khác rồi. Và cứ như vậy các bạn cứ rã ra thành nhỏ từ từ như vậy, rồi quay lên là giải quyết xong bài toán lớn của mình ha. Rồi bây giờ mình xuống mình chạy thử coi phân số max là cái nào nha. Đây, ở đây thầy nói là tìm phân số max ha. Rồi, thì ở đây thầy có là phân số. Phân số max M bằng tìm max. Thầy truyền A, M, N vô. Rồi, như vậy một lần nữa mình cần xuất thằng này ra. À, như vậy quá tiện dụng rồi, mình đã có luôn thằng này rồi. Đúng không? Mình tái sử dụng rất dễ dàng, không cần phải viết lại cái thao tác sư giao ở đây nữa. Nha. Rồi, bây giờ mình chạy cái này nha. Runs. Nào, bị lỗi nữa. Dòng 150. 150 ở đây là gì đây? À, M trùng tên các bạn, nó trùng tên với thằng M ở trên. Sửa lại nha. Này sửa lại. Rồi. Rồi, hai dòng hai cột. Rồi, bây giờ phân số thứ nhất là 6/8. 5/4. 8/12. Cái này là 4/6. Rồi, như vậy là các bạn thấy là cái này cho xuống dòng các bạn. Đây, cho xuống dòng ha. Như vậy là tổng ma trận là 10/3. Và cái phân số lớn nhất là 5/4 là thằng này nè. Đấy, thằng này là 1 phẩy mấy. Còn mấy thằng này là 0 phẩy mấy không à. Đấy chưa? Như vậy là thằng này là phân số lớn nhất. Đấy chưa? Phân số lớn nhất là 5/4 ha. Đấy, như vậy là các bạn thấy là rõ ràng cái cách làm của mình nó cũng giống như cái số nguyên vậy thôi, nhưng mà có một những cái điểm trên cái cấu trúc phức hợp thì phải xử lý lại. Được chưa? Còn nguyên tắc làm nó vẫn là vậy ha. Rồi, câu cuối cùng. Câu cuối cùng là gì? Câu cuối cùng là tìm phân số lớn nhất trên từng dòng. À, cái câu này thật ra thầy cho là để cho các bạn thấy cái tính tương đồng với cái câu này. À, giờ cho các bạn thấy là dù cho cấu trúc nó thay đổi, thứ nhất là phương pháp không hề thay đổi, nó chỉ khác cái chuyện là các bạn sửa cái cách tương tác trên cấu trúc đó thôi. Thì khi mà các bạn làm được với phân số thì các bạn có thể làm trên bất kỳ một cái cấu trúc nào, cấu trúc sinh viên, cấu trúc học viên, cấu trúc giảng viên vân vân, hay là cấu trúc của máy tính có sẵn vẫn được. Thì các bạn chỉ cần sửa lại cái chỗ xử lý riêng của cấu trúc đó thôi ha. Rồi thì bây giờ thầy mẫu một câu này nữa. Câu này thì thầy copy luôn từ cái chỗ câu hồi nãy để cho các bạn thấy cái tính tương tự của nó. Bây giờ mình copy luôn nè.
Hồi nãy là thầy nói là cái câu này là cái câu cái này là lớn nhất trên từng dòng chứ không phải tổng lên từng dòng các bạn. Nhưng mà mình cứ lấy cái hàm này đi. Cái hàm này hồi nãy mình tổng trên từng dòng này đúng không? Bây giờ thầy đưa lên thầy sửa cho các bạn thấy. Rồi, để đây ha. Ở đây thầy xuất ra luôn nha các bạn, thầy xuất ra luôn. Thì nếu mà ở đây tổng dòng đó các bạn thì mình khoan các bạn tới cái mắt là nói tổng dòng thử cái đi rồi quay lại cái đó sau nha. Nếu mà tổng dòng thì thầy làm gì các bạn? Thì có phải là cũng vậy không? Đây ha. Sửa này lại thành gì? Sửa cái này trước chứ. Phân số. Cái này là hiển nhiên gọi là MN rồi, constant luôn. In N. Rồi, cũng là duyệt qua. Cái này là duyệt qua dòng nha. Thấy chưa? Cái này là duyệt qua cột nè. Rồi, cái này là thành gì rồi? Phân số. Thấy chưa? Đây là tổng trên từng dòng đó nha ha. Rồi, ở đây là gì đây? Tổng chấm tử. Cái chỗ mà init này nè các bạn thấy sau này các bạn để ý nha. Các bạn nhớ một quy tắc á. Khi mà lập trình cái gì đó mà nó làm cho các bạn phải lặp đi lặp lại nhiều lần thì đó là cái trường hợp lập trình nó không tốt, mình phải tìm cách đừng có lặp lại nữa. Cái chuyện này là mình lặp đi lặp lại hai ba lần rồi nè. Các bạn thấy chỗ này thầy lặp lại một lần ha. Ở trên đây nè, hồi nãy có một chỗ thầy lặp lại một lần, cấu trúc giống hệt. Như vậy là từ đó các bạn phải nghĩ tới cái chuyện có một cái gì đó đừng để nó lặp lại nữa. Như vậy là thầy nói là thầy khởi động hàm. Như vậy là từ đó thầy sẽ phát sinh ra, thầy tạo thêm một cái hàm mới. Cái hàm như thế này, thầy tạo ra cái hàm là void ha. Phân số đi. Void luôn, mình khởi tạo thật thẳng thẳng vô luôn. Khởi tạo hàm. Khởi tạo phân số. Truyền cái phân số vô. Phân số vô ha. Và hiển nhiên là thầy sửa ở đây thôi ha. Và b chấm tử bằng 0. B chấm mẫu bằng 1. Đấy. Như vậy là kể từ đây thì thầy muốn làm cái gì đó mang tính chất khởi tạo thì thầy gọi cái hàm đó, thầy không làm những cái thao tác này lặp lại nữa. Khởi tạo tổng. Thấy chưa? Tương tự như vậy thì xuống đây thầy không muốn lặp lại nữa. Nói chung là một nguyên tắc rất là đơn giản, cái gì mà nó lặp lại cỡ hai lần trở lên là các bạn phải bắt đầu tách hàm. Thấy chưa? Đừng để cái chuyện lặp lại nó xảy ra lần thứ ba nha. Rồi, như vậy là cái nãy đâu có tiêu rồi. Cái tổng dòng đây, được chưa? Giờ không làm cái này nữa. Khai báo khởi tạo dòng phân số tổng. Rồi, như vậy là mình có được cái khởi tạo ha. Còn cái chỗ này nè, có phải tiếp tục là giống nãy không? Có phải ở đây lại là bằng gì đây? Cộng của hồi nãy mình có tổng nhé. Tổng phân số, hai phân số của thằng này với cái thằng tổng, tổng với IG đúng không? Đấy, như vậy là khi mà các bạn làm được như thế này thì mình đạt được cái tổng trên từng dòng ha. Thì chỗ này xuất nó hơi khác nha, bởi vì cái này là biến tổng rồi thì xuất nó hơi khác, bỏ cái này ra. Rồi mình gọi cái hàm gì đây? Xuất phân số tổng đúng không? Đấy, thì cũng là trên từng dòng đó. Đấy, thì đây là tổng trên từng dòng ha. Chạy được cái đi rồi thầy sửa lại thành mắc trên từng dòng cho các bạn coi. Nó cũng tương tự như vậy. Thì các bạn thấy là rõ ràng những cái bài toán vòng vòng của mình làm bấy lâu nay, một cấu trúc duy nhất, nó chỉ khác mình sửa lại chút thôi. Nếu các bạn để ý cái chỗ đó. Bây giờ giờ chạy cái này nha. Bây giờ ở đây là tổng trên từng dòng ha. Cái này là tổng từng dòng nè. Rồi, ở đây là tổng dòng. Rồi ma trận ha, M dòng N cột. Rồi, xong. Được chưa? Giờ chạy thử nha. Run. Rồi lỗi nữa thì đọc tiếp cái này, dòng 99. Như vậy là các bạn lần lên dòng 99 có lỗi gì? Đấy, dòng 99 nó báo là gì đây? Nó báo là cái biến J không được khai báo. Như vậy. In J. Cái này bỏ cái này. Cái này là khoan khoan khoan, hình như mình nhầm cái chỗ chấm phẩy chứ, nó bị lỗi gốc ở 9620 này. Dòng thiếu chấm phẩy chỗ này. Đấy. Có những cái lỗi nó ra như vậy nè các bạn sửa một chỗ một là nó hết liền, thì cái gốc lỗi của nó là ở đây nè. Được chưa? Rồi vậy lại. Rồi. Này là hai dòng ha. Hai cột. Rồi bây giờ này là 4 phần 6, 8 phần 2, 5 phần 15, 3 phần 6. Rồi, các bạn thấy tổng dòng thứ không là dòng thứ nhất đó, là dòng này nè. Tổng dòng này nó là 14 phần 3 ha.
tổng của dòng này nó là 5/6. Cái này các bạn xuất sửa lại cái chỗ mà xuất một chút thôi. À, sửa chỗ này ha, mình xe out cho nó end line mỗi cái, bởi vì do mình gọi hàm đấy, thấy chưa? Đấy, chỗ này ha. Rồi sẵn đây thầy sửa cho các bạn cái mắt luôn. Bây giờ người ta kêu các bạn tìm số lớn nhất trên từng dòng, à một lần nữa thầy lại làm giống hệt như vậy để các bạn thấy vòng vòng vẫn là có hai vòng lặp đó thôi, thấy chưa? Đây là thầy nói là tìm mắt trên dòng, đúng không? Tìm mắt trên dòng. Rồi thì bây giờ cái phân số mắc của thầy có phải là cũng là gì đâu, đây là phân số mắc của thầy ha, mắc tạm thời nè, nó bằng là a dòng thứ y và thầy lấy phần tử không của cái cột g làm phần tử lớn nhất. Rồi thì cái g này bây giờ thầy cho chạy từ một. À tại sao thầy cho chạy từ một các bạn? Bởi vì các bạn nhìn này, bây giờ ví dụ như thầy đang nói cái dòng này, đấy, thầy đang nói cái dòng này mà thầy đang chọn thằng này là giá trị lớn nhất rồi, thì cái gì của thầy chạy từ một là thầy cho chạy từ đây qua đây, thầy xét lại, thầy không xét lại thằng này nữa, ý là như vậy. Lúc đó thầy mới cần chạy từ một nha. Đấy, như vậy là bây giờ thì chỗ này là thầy lại so sánh nữa nè, thầy lại so sánh nữa. À, thầy nói là nếu ha so sánh phân số a y g mà nó lớn hơn cái mắc m, à cái m này trùng tên, các bạn đổi tên nha, trùng tên với m kia mình gửi vô ạ, lớn hơn không thì lúc đó cái mắc bằng a y gì. Đây, bỏ cái a này đi. Như vậy kết thúc cái vòng lặp này đó thì cái mắc này chính là giá trị lớn nhất trên dòng thứ y. À như vậy là ở đây nè. Phân số lớn nhất ha. Dòng thứ y là xuất cái phân số mắc ra. Được chưa? Như vậy là sau khi xong cái dòng thứ không rồi, nó quay lại dòng thứ một thì tiếp tục nó reset cái này lại nữa, và nó cứ chạy như vậy đó. Được chưa? Rồi bây giờ mình xuất ra nha. Ở đây là CL là mắc trên từng dòng, và ở đây là tìm mắc ha, tìm mắc dòng cũng là A M N. Rồi hãy như vậy là ở đây các bạn sẽ thấy là nó chạy cái hàm của mình này. Được chưa? Rồi bây giờ mình chạy thử nha. Bây giờ thầy sẽ cho 3 dòng 3 cột đi. À, mình cho 3 dòng 4 cột luôn đi, để cho các bạn thấy nó chạy. À, như vậy là tử của thầy là 6/5, 8/16, 45/25, 20/45, rồi 12/24, 26 đi, rồi 4/2, 8/36, 6/21, 7/14, 8/24, 4/28, rồi 7/21 luôn. Rồi thì các bạn thấy nè, cái ma trận của mình đây ha. Đây, tổng tối giản các phần tử ma trận nè. Tổng nè, các bạn thấy số hơi lớn bởi vì cái này là nhân số nhiều các bạn. Thì tìm phân số mắc là 2/1. À 2/1 là phân số lớn nhất trong tất cả các phân số này, bởi vì là nó là bằng 2 các bạn. Mấy anh kia thì bằng 1 mà phải 7 mấy với lại là 0 phải mấy thôi. Được chưa? Lớn nhất là 2/1, tổng trên từng dòng và phân số lớn nhất trên từng dòng. Dòng thứ 0 là dòng này. Phân số lớn nhất trên dòng thứ 0 là 9/5. Đấy là 1 phải mấy đó, mấy anh kia 0 phải mấy. Dòng thứ 1 là thằng này là 2/1, và dòng thứ 2 là thằng này là 1/2. À là thằng này là thằng lớn nhất trong nguyên dòng này. Được chưa?